Năm 1943, Hải quân Mỹ nóng lòng sáng chế ra một thiết bị để có thể tham gia các phi vụ oanh tạc Nhật Bản. Một trong những giải pháp do tiến sĩ Lyle Adam đề xuất. Lyle Adam là một nhà sáng chế và đồng thời là một nhà sĩ. Ý tưởng của ông là không kích Nhật Bản bằng rơi. Năm 1941, tin tức về việc Nhật Bản tấn công Mỹ tại chân châu cảng đến với tiến sĩ Lyle Adam khi ông này đang thăm hang rơi thuộc hệ thống hang động Carlsbad. Hai sự kiện này đã kết hợp với nhau trong tâm trí của Lyle và giúp ông nảy sinh ý tưởng kỳ dị. Vũ khí, bom rơi. Ý tưởng, sử dụng rơi để làm bom cháy. Cơ sở cho ý tưởng dùng rơi mang bom của Lyle xuất phát từ hai đặc điểm của loài rơi. Thứ nhất, mỗi con rơi đều dựa vào sóng âm để di chuyển. Chúng có thể mang theo rơi con trong các chuyến bay, do đó, cơ bắp của chúng đủ khỏe để mang theo thuốc nổ. Ngoài ra, chúng cũng thích làm tổ dưới các mái nhà, mà nhà cửa tại Nhật Bản lại chủ yếu làm bằng tre, gỗ và giấy. Về lý thuyết, đây là các điều kiện rất hoàn hảo cho kế hỏa công bằng rơi. 1 triệu con rơi mang bom cháy có thể đốt cháy cả một thành phố. Theo kế hoạch, không quân Mỹ sẽ thả xuống Nhật Bản hàng trăm thùng hàng với hàng ngàn con rơi trong đó. Mỗi con rơi sẽ mang theo một quả bom hẹn giờ chứa 15 gram napalm gắn chặt vào ngực của chúng. Khi napalm bắt lửa, nó sẽ cháy rất khủng khiếp. Hợp chất này sẽ hóa lỏng ra và thấm vào mọi khe nứt hay lỗ trống và bắt cháy. Vào tháng 8 năm 1943, bom rơi đã gây ra một cơn bão lửa đúng như trong giấc mơ của Lyle. Thế nhưng cơn bão lửa đang được nói tới không xảy ra ở Tokyo mà ở căn cứ quân sự của Mỹ tại Carlsbad, bang New Mexico, nơi dự án của Lyle được nghiên cứu và phát triển. Lũ rơi đã vô tình thoát ra và ngay lập tức chúng bay ngược trở lại căn cứ Carlsbad, nơi chúng được huấn luyện. Lũ rơi đã chui vào tất cả các ngóc ngách và phá hủy toàn bộ căn cứ này. Kết quả, căn cứ không quân Mỹ bị thiêu trụi hoàn toàn.